KFC Gà Rán Kentucky được thành lập vào năm 1952 tại Utah, Hoa Kỳ bởi danh nhân Colonel Harlan Sanders. Tiền thân của KFC là một quán ăn nhỏ tại Cobin, Kentucky. Chỉ sau hơn 11 năm hoạt động, KFC đã dần khẳng định vị trí của mình và trở thành chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh lớn nhất tại Mỹ. Tính đến nay, KFC đã có hơn 20.000 cửa hàng trên khắp 123 quốc gia. Chỉ riêng ở Việt Nam, KFC đã có hơn 140 cửa hàng tại khắp 19 tỉnh thành phố lớn trên cả nước, chiếm khoảng 60% thị trường thức ăn nhanh và tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động nước nhà. Đối với KFC, sự kết hợp giữa 11 loại thảo mộc và gia vị theo công thức bí truyền chính là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên hương vị đặc biệt thơm ngon của những miếng gà. Không những vậy, KFC luôn không ngừng phong phú hóa thực đơn để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm ẩm thực mới. Chỉ riêng đồ ăn kèm, bạn cũng đã có rất nhiều sự lựa chọn như salad, bánh trứng, khoai tây chiên, khoai tây nghiền, kem và các loại đồ uống rất được yêu thích. Đến với thị trường châu Á, KFC đã chế biến một số món mới như gà quay giấy bạc, gà giòn không xương, cơm gà, cá thanh. Với các hình thức phục vụ đa dạng là order trực tiếp tại quầy hoặc đặt hàng qua hotline, KFC luôn cố gắng không ngừng để đem đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất. Hương vị độc đáo, phong cách phục vụ thân thiện, hết lòng vì khách hàng và bầu không khí nồng nhiệt, ấm cúng tại các nhà hàng chính là chìa khóa mở cánh cửa thành công của KFC trên thế giới, đưa KFC trở thành thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng trên toàn cầu. KFC, vị ngon trên từng ngón tay.